Sáng 27 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Khê đã tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban ngành đoàn thể xã Bình Khê và 111 đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã đã đến dự. Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quan tâm chế độ chính sách đối với gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng, với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học. Công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân và cán bộ xã Bình Khê trước những nỗi đau mất mát của những người thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Tổng kết các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, cả xã hiện có 42 liệt sĩ, 7 tuất liệt sĩ, 26 thương binh, 15 bệnh binh, 39 hộ gia đình đang hưởng chế độ chính trị, 9 người nhiễm chất độc hóa học và 6 con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng. Có 251 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương các loại, 5 cháu là con thương binh, bệnh binh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trong số hộ hiện đang hưởng chế độ trợ cấp, trên 65% hộ khá và giàu, không có hộ nghèo, 100% các gia đình chính sách và người có công với cách mạng có cuộc sống ổn định. Bên cạnh sự chăm lo của nhà nước và xã hội, nhiều thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên trên đau thương, mất mát để chăm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Nhiều người trở thành những tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động ở địa phương, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng xã Bình Khê ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công, đồng thời bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn nêu cao ý thức, nỗ lực vượt khó, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương Bình Khê ngày càng giàu đẹp.